không nằm trong chương trình xin phạt sát phạt là tới 20 triệu. Những đương nhiên bằng lòng có thể xin phạt 20 triệu. Nhưng mà bây giờ mà kêu múa họ thay đồ thì không thấy kịp. Nhưng mà cái bài hát này cũng đứng tiếng sắc sở, tiếng văn hóa sách cho hơn hát. Vì cái bài hát này của người đảng viên là đó là nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác những cái bài mà quý vị thấy mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì và cái đứng sân hát cái bài hát này quý vị rất thích, đó là nhạc phẩm Đôi Mắt của nhạc sĩ Xuân Hồng. Quý vị có đồng ý không ạ? Em xin sở tin văn hóa tha thứ cho em và cho em lắp bài này, đừng có phạt 20 triệu. 20 triệu là chết em. Ồ, tôi đừng nghe nói là bây giờ nếu hát bài này phạt 50 triệu. Cô đâu phải đâu giống lắm. Thôi, trên đó để ủng hộ miền Trung. Ủng hộ miền Trung đi. Rồi. Trên đó để ủng hộ miền Trung. Bây giờ cứ cho ai không? Mình cho là không, mà thật ra cái bài này nó không có tội, quý vị ơi, cái bài này là toàn làm cái nên đã hát từ xưa ở đây rồi, là cái bài là đôi mắt mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời vào đây làm gì, quý vị có đồng ý không nào? Thôi chơi hại đi, giờ sở tin văn hóa có phạt tí em xuống em đang nể đấy. Bây giờ chưa cháy quý vị ơi. Cái ban tổ chức có nói nó quyết định như vậy rồi, nó chấp phạt nó dám hát rồi. Thôi, hát đi. Thôi bây giờ chỉ chờ nó muốn thay đồ thì nhanh lên để ra cái đêm kia hát cho tôi nghe chứ bây giờ cũng đừng muốn hát được. Ông ta đúng cái luật là như vậy, tại vì cái chương trình lên như thế mà bây giờ mà cái gì bây giờ 30 triệu hả? Dài 30 đi là muốn chuẩn bị xong rồi. Kính thưa quý vị, thôi chúng ta trở lại với chương trình, quý vị nào chơi cho quý vị cho một tràng vỗ tay với quý vị với nhạc phẩm Hương. Xin mời tất cả quý vị thử nghe một tràng vỗ tay thật lớn với quý vị đây. Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you.
đêm vương là của nhạc sĩ Nhật Ngân, lời Nhật Ngân nhưng mà thơ của Nguyễn Long, với phần thể hiện của danh ca Vũ Sư Nguyễn Hưng, vũ đoàn Hoàng Thông cùng với ban nhạc. Và đây cũng là ca khúc khép lại chương trình live show đêm nhạc ngày hôm nay. Vinh Quang muốn rằng anh Nguyễn Hưng sẽ chia sẻ với quý vị một điều trước khi quý vị cùng rời bước tại khán phòng này. Lời nói cuối cùng của Nguyễn Hưng, xin cảm ơn sự ngồi lắng lặng tất cả quý vị cho tới hết chương trình. Đó là một cái điều động viên tất cả anh chị em chúng tôi trên sân khấu làm sao hát hết lên. Bây giờ quý vị cho một cháu tay thật lớn để quý vị chúc quý vị đi về. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Chúc quý vị còn có một điều chúc.